con hàu, hàu hàu bà con biết con hàu hết rồi phải không bà con? Nhưng mà có thể bà con quên hay là không biết, một số người như thế này không ăn được hàu. Nếu ta ăn con hàu vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Và làm xấu đi cho sức khỏe của mình. Cho nên những người này bệnh này vui lòng đừng ăn hàu. Ăn hàu không tốt gì cho sức khỏe cả. Là người có bệnh lý nền, người đang điều trị bệnh suy giảm hệ miễn dịch, dị ứng với hải sản, hệ tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, phụ nữ đang cho con bú, bà bầu, viêm khớp, thống phong, vui lòng, vui lòng đừng ăn hàu. Ăn hàu vào chứng bệnh mình càng ngày càng xấu đi và sức khỏe càng ngày càng giảm đi. Người mắc bệnh mãn tính không ăn hàu, người có bệnh lý nền đang điều trị suy giảm hệ miễn dịch đó bà con ha, dị ứng với hải sản, hệ tiêu hóa kém, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, phụ nữ đang cho con bú, bà bầu, viêm khớp, thống phong, vui lòng đừng ăn nha bà con, đừng ăn hàu. Còn ngoài ra ăn hàu nó tốt cho sức khỏe của xương, khớp, nó giảm nguy cơ loãng xương, cơ bắp tốt cho tim, mạch tuần hoàn máu ổn định, tăng cường sinh lý nam, trí não được tốt. Đó, bà con thấy tốt không? Nhưng mà bà con ơi, không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Đó, ăn không quá 4 con một ngày. Ăn không quá 4 con một ngày. Và chúng ta ăn 6 ngày liên tục chúng ta ăn 6 ngày thì chúng ta phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn. Nhưng mà ăn một ngày không quá 4 con một ngày. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.